Kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam, một trong những điều mà nhiều người dễ nhận ra, đó chính là khắp mạng xã hội đã trộn ràng sắc cờ đỏ sao vàng. Dân, khắp mọi miền tổ quốc, người dân đang thể hiện lòng yêu nước của mình qua những màn bắt trend thú vị, độc đáo, thể hiện sự sáng tạo của mỗi người. Cùng với trào lưu biến mọi nóc nhà thành một lá cờ tổ quốc trên khắp cả nước suốt những ngày qua. Lướt qua mạng xã hội, có những trend đơn giản đến không ngờ gia trẻ lớn bé bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Không chỉ vậy, từ những món đồ đơn giản thân quen nhất như móc chìa khóa, ốp điện thoại, kẹp tóc hay những thức uống, tất cả đều được nhuộm sắc của lá cờ đỏ sao vàng. Đủ thấy tình yêu nước luôn in đậm trong trái tim, trong tâm trí, trong ánh mắt của người Việt Nam. Không cầu kỳ cũng chẳng cần qua Mỹ, người dân Việt Nam đang thể hiện lòng yêu nước hưởng ứng quốc khánh 2 tháng 9 theo những cách đơn giản gần gũi và thiêng liêng vô cùng.